Hôm nay test thử cái tủ điện là 14 kW, nên đây nó có đồng hồ báo điều khiển tần số và đồng hồ điều khiển nhiệt độ của tản nhiệt của bộ SR đều đóng mở cho điện điện trở nhé. Nên bây giờ mình sẽ cho nó chạy ở cài đặt ở nhiệt độ là 45 độ C. Từ 40 đến 45 độ C là quạt nó sẽ quay để làm mát cái con SR nhá. Bây giờ mình xì nhá. Đây. Đây mình đang xì nóng nhá. Đang xì ở chỗ này là có cảm biến nhá, thì nhiệt độ đã tăng đấy, là lên 42 độ rồi. Đây, quạt vừa được cái này. Hai quạt vừa được cái này, thấy không? Hai cái quạt vừa được chạy đấy. Đấy. Giờ tắt quạt đi nhá. Đấy, bây giờ quạt vẫn đang chạy này. Quạt vẫn đang chạy này. Thì nhiệt độ vẫn đang là 45 độ đấy. Đến 44 độ C là bây giờ là quạt ngắt nhá. Này. Khoảng tầm bây giờ là quạt ngắt đấy, quạt ngắt rồi đấy. 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 Quạt ngắt rồi nha.